Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trang tin tức giải trí DNews và ngay sau đây, hãy cùng Phương Nhung điểm qua những thông tin hot nhất trong ngày. Mới đây, Xuân Lan bất ngờ xuất hiện trong một vai trò khá thú vị, đó là người trò chuyện trong một talk show mang tên Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Trong talk show của mình, Xuân Lan trò chuyện cùng Lý Phương Châu, vợ cũ Lâm Vinh Hải và Trang Phạm, bà xã ca sĩ Phạm Anh Khoa, xoay quanh chủ đề tiểu tam và kẻ ngoại tình. Trong cuộc trò chuyện, Xuân Lan bất ngờ tiết lộ về việc đã từng gọi điện thoại cho cô gái bị cho là người thứ ba trong câu chuyện trên để mời tham gia chương trình của mình, nhưng người bắt máy lại là Trọng Hưng. Theo Xuân Lan, Trọng Hưng đã có kế hoạch khá rõ ràng trong chuyện tố cáo vợ cũ, thậm chí anh còn đề nghị tham gia chương trình của Siêu Mẫu. Ngay sau khi talk show này được phát sóng, cùng với những tiết lộ của mình, trên trang cá nhân của Xuân Lan bị tấn công một cách tơi tả với hàng loạt những bình luận ác ý. Có nhiều bình luận hướng tới Xuân Lan với những lời miệt thị công kích. Ngay sau đó, Xuân Lan đã phải lên tiếng trên trang cá nhân chỉ đích danh Trọng Hưng cùng team của mình đã bôi nhọ và công kích cô. Liên hệ với Trọng Hưng, anh phủ nhận mọi chuyện và cho biết đã quá mệt mỏi để bị lôi vào những câu chuyện thế này. Trước phản ứng từ phía Trọng Hưng, chia sẻ với chúng tôi, Siêu Mẫu Xuân Lan cho biết khi talk show lên sóng, cô đã lường trước được những phản ứng trái chiều từ dư luận nhưng hoàn toàn bất ngờ trước cách hành xử thiếu văn hóa của một số người. Thực sự thì tôi biết những gì mình chia sẻ sẽ gây ra những dư luận trái chiều, nhưng mà rất bất ngờ trước hành xử thiếu văn hóa của một số người. Tất nhiên, tôi sẽ không tranh cãi qua lại, tay đôi với ai vì các bạn ấy không đủ năng lực để làm cho mình mất thời gian. Nhưng thật ra mình cảm thấy rất buồn cười và thương vì các bạn ấy đã cho mình thấy tư duy và cách hành xử câu chuyện kém, làm cho hình ảnh của mình ngày càng không đẹp. Bản thân tôi thấy hơi tiếc cho bạn ấy, Xuân Lan chia sẻ về việc bản thân bị bôi nhọ khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí những câu chuyện cũ bị đào bới, thì Xuân Lan cho biết cô đã quá quen với thị phi và sống cùng với chúng. Theo Xuân Lan, cô không sợ sự đặt điều bởi những người bạn bè thân thiết hay đối tác đều tin tưởng vào đạo đức cũng như lối sống lâu nay của cô. Sống trong showbiz 25 năm nên tôi dường như đã quá quen với thị phi. Có năm vào đúng mùng 1 Tết, vì một câu nói bông đùa liên quan tới David Beckham mà tôi bị ném đá vô cùng tàn nhẫn và hung hăng nên những chuyện này với mình là miễn nhiễm lâu rồi. Tôi quan niệm cứ sống hết mình với nghề, hết mình với mọi người, mình tôn trọng mọi người thì sẽ được tôn trọng như vậy. Mình biết khi làm talk show và những chủ đề thẳng thắn, mình nói những chuyện người ta ngại nói, biến những chuyện ngại nói thành phải nói thì những tranh cãi là tất nhiên. Nhưng những chuyện này không ảnh hưởng gì tới mình cả, vì tất cả những người thân biết Xuân Lan là ai, công việc là gì, những người liên quan tới công việc đều biết tư cách đạo đức như thế nào. Khi talk show phát sóng, bản thân tôi bị ném đá, bị bôi xấu, luôn những chuyện cũ bị bôi nhọ. Nhưng mình luôn nghĩ khi dư luận đặt điều và sử dụng những ngôn từ dơ bẩn thì không đáng để mình quan tâm. Đó không phải là sự thật, nên mình cảm thấy không cần phải quan tâm đến điều đó. Mình dọn Facebook vì cảm thấy thế là đủ rồi. Là một người làm môi trường văn hóa, mình không muốn những câu chuyện vô văn hóa xuất hiện trong Facebook của mình. Xuân Lan lý giải chuyện muốn dọn dẹp trang cá nhân. Về những chia sẻ của Trọng Hưng trên báo chí, Xuân Lan cho biết cô hoàn toàn không quan tâm. Bản thân Xuân Lan khi liên hệ với người thứ ba trong câu chuyện của Trọng Hưng là bởi người này có liên quan tới chủ đề mà cô đang nói và nội dung của cuộc nói chuyện điện thoại đó thế nào thì chắc chắn chỉ người trong cuộc mới hay. Xuân Lan cho biết, tôi không dành nhiều thời gian cho bạn nam đó vì đó là những ý rất nhỏ trong cuộc nói chuyện của mình với chủ đề tiểu tam và kẻ ngoại tình mà thôi. Và talk show của mình sẽ chỉ mời những người liên quan tới chủ đề. Có những câu chuyện, có những người nghe trong cuộc điện thoại mới biết nội dung như thế nào. Mình không nói tới, nói lui gì nữa, nhưng mình nghĩ là mỗi người sẽ chọn cách hành xử sao cho văn minh. Đó là điều mình luôn hướng tới. Các bạn cảm thấy như thế nào về những chia sẻ của Siêu Mẫu Xuân Lan? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!